Nhà sĩ Anh Việt Thanh, bài hát này ông Lan nghĩ là gia đình mình chắc có lẽ là ai cũng biết và có thể ai cũng thích. Và đây cũng là một trong những bài hát Hồng Lan đang đại diện, là một ca sĩ đại diện cho app karaoke Kaka để cùng song ca với tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại nhạc phẩm Tùng Lá Me Bay, một sáng tác của nhà sĩ Anh Việt Thanh nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Con đăng ký ạ. Rồi lên đăng ký hát với cô Loan đi. Cảm ơn rất là nhiều. Những tràng vỗ tay của tất cả mọi người đó là một cái nguồn động lực, một món quà rất là lớn dành